IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sao em có cảm giác là anh hát hay mà anh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa? Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có 3 nam, thì chắc chắn trong 3 nam này phải có một người hát hay. Hiếm như là bạn ấy thích hát nhưng mà không hát được, mà có thể là hát ở trong nhà tắm một mình thôi. Em có cảm giác là bạn này sẽ hát không hay. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Giăng mắt trời mây phố xưa buồn tay. Gót mòn giữ ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ một tình yêu. Tôi trở về đây dưới con đường xưa, vắng bóng người thương, cố nhân về đâu, tiếng buồn đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng ngon đèn đêm cứ. Ai vậy? Em tôi trở về đây dưới con đường mưa. Gà lắm rồi em. Nhưng trong lòng anh IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.